năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng tháng 8 thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới, nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Buổi sáng mùa thu năm ấy đã mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Một sáng thu phương rớt trời nắng ấm, xóa từng lời rất đầm thắm. Bác hỏi, tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Lời của non sông dưới cờ hồng rực rỡ là một sáng mùa thu với muôn triệu trái tim hướng về Ba Đình lịch sử. Phá bỏ xiềng gông xua tan đêm dài đau khổ, đạp qua muôn trùng sông dữ để giữa mùa thu vui đất nước sinh thành. Vang vọng lời ai sáng mùng hai tháng chín trong ngần, cả dãy non sông cùng mơ hồi khi tổ quốc mình đã được gọi tên. Dốc dáng anh hùng từ đó đứng lên, đi giữa biên cương hội tất sơn hà, có máu hồng tô đỏ cờ hoa, bắt nhịp bài ca giữa niềm vui. Trọn vẹn niềm vui lại vào trận mới, đánh đuổi xâm lăng ra khỏi nước non nhà. Một trận thắng kinh thiên cho đến tận bây giờ, lũ lượt quân thù phải cúi đầu khuất phục. Một dân tộc kiên cường trong khói lửa đạn bom, rồi những mùa thu cứ tiếp nối mùa thu, lời bác còn đông mãi giữa hồn thiên sông núi. Mỗi chặng đường qua có mùa thu tháng chín trong màu nắng Ba Đình thúc giục bước hành. Dân bên bì
suốt chiều dài lịch sử. 30 năm nung đỏ lòng nhiệt huyết để rạng ngời hoa nở giữa mùa xuân. Chơi đó trường sơn qua mấy mùa chiến dịch, bằng hào khí thu xưa đã đêm vô sơn vàng. Sự cùng tin hỏi tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Ơi tấm lòng của người cao cả mênh mông, để hôm nay non sông tươi hồng gấm dốc, xin được lắng nghe trong hồn thiên dân tộc tờ kháng chính mùa thu nắng ấm Ba Đình. Niềm tin chiến thắng dưới ngọn quốc kỳ tung gió tương lai, gian khổ nào chung sức dựng xây cho non nước hôm nay thêm giàu đẹp. Lời tuyên ngôn sáng ngời qua bao thế hệ, tờ mùng 2 tháng 9 năm nào mùa thu năm 1969, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn cam go ác liệt, thì cả dân tộc Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới đau đớn bàng hoàng khi hay tin Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi mãi đi xa. Đối với dân tộc ta, đây là một tổn thất to lớn, một nỗi mất mát không có gì bù đắp được. Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều ngàn thu nhớ Bác biết bao nhiêu, ra đi Bác dặn còn non nước, nghĩa nặng lòng không dám khóc nhiều. Trước lúc đi gặp cụ Các Mác Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và dân tộc ta bản di chúc lịch sử. Bác căn dặn, từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Thực hiện di chúc của Người, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh. Với bản lĩnh và sự cần cù sáng tạo của dân tộc Việt Nam, đất nước ta dần dần vượt qua khó khăn và đã giành được những thành tựu rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Vị thế của nước Việt Nam đã được khẳng định trên trường quốc tế. Thank you.
lặng lẽ vô hai hàng nước mắt nghe nhói tâm can. Biết bác mất rồi vẫn trong mong ngày bác về thăm, hai tiếng miền Nam vẫn trong trái tim người vì chúc bác hồ vẫn lòng gửi lại. Mình liêm chính trí công không cách xa dân mà phải thật gần, đối với thanh niên phải luôn chỉ dạy đem cả tình thương cho hết mọi người như lúc hàng quyền các nuôi rất thân tình, ghi nhớ một đời đạo đức sang trọng dẫu ở miền xuôi hay xa xôi mạn thường, dẫu đã trải qua nhiều phen khó nhọc phải biết quan tâm kịp thời giúp đỡ có bữa cơm ngọt lành cho hết bà con. Bác thương các em như búp trên cành thế hệ sau này làm rạng rỡ quê hương mãi mãi về sau. Xuất phát từ tình cảm thiêng liêng sâu nặng ấy, cùng với một số nơi trong tỉnh Bạc Liêu, sau lễ tang Bác, huyện ủy Vĩnh Lợi chủ trương phát động trong toàn huyện dựng đền thờ Bác để tưởng nhớ công ơn trời biển của Người. Một ngôi đền tôn nghiêm nằm bên dòng sông Bà Chăng Hiền Hòa thuộc ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới đã được khởi công xây dựng vào sáng ngày 25 tháng 4 năm 1972. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh khánh thành đúng vào ngày sinh của Bác, ngày 19 tháng 5 năm 1972, trong niềm vui khôn tả của nhân dân. Đây không chỉ là nơi tưởng nhớ công ơn Người, mà còn là minh chứng điển hình về tấm lòng kiên trung của quân dân Châu Thới đối với vị cha già kính yêu của dân tộc. Gần 50 năm đất nước hát khúc kết đoàn, chung tay xây dựng cuộc sống mới. Gần 50 năm dân tộc Việt Nam bước vào cuộc chiến chống nghèo nàn, lạc hậu và vươn lên. Hành trang lớn nhất của người Việt chính là tình cảm thiêng liêng đối với Đảng, với Bác Hồ kính yêu. Và tình cảm ấy còn được thể hiện qua suy nghĩ, hành động của mỗi con người trong cuộc sống thường nhật hôm nay.
gì khó có thanh niên. Quê hương những con đường trải dài gấm qua tiếng mái ngân nga bay khắp trời quê ta. Yeah.